Mọi người đều quan tâm yêu thương con. Thấy thằng bồn con mà máu mũ chăn lên, lên áo cô với chú rồi đó. Dạ quá không có lâu nữa. Thôi đợi chút ha. Ịnh cái mà ra hai cục luôn nè. Sáng đồng thiên mấy cục nữa. Như cầm nó với cái quai hàm á, quai hàm nhiều lắm, chưa móc được, chưa lấy được chứ. Không thì bữa sau cứ lên thường 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 lấy bằng ở dưới thôi. Nào lấy hộp gạo đi, thì lấy hộp gạo đi á. Thú ít nhất phải 3 tháng, uống ít nhất phải 3 tháng chị. Thú mụn quá chị. Đúng. Ờ. Cứ mua hết uống hết chị, cái canh 3 tháng sau chị liên hệ với em. Em sẽ em hướng dẫn tiếp nha. Một mũ thì một nhân nữa. Tại một cô này nó nặng quá nè. Em nặng quá cho nên phải uống nhiều tí. Chung nó cô gia y như vậy là cũng cố gắng, cũng giỏi rồi đó. Em chịu đau đâu nữa. Anh á, tại mà anh đâu có mụn. Không có nhưng mà không chịu nổi à. Chú là bằng một phần gốc của gia y. Gia y là gọi là đỉnh rồi đó. Chú là cũng đàn ông mà chú không mạnh mẽ gì nữa đó. Chú nhìn vậy chú mong manh dễ vỡ lắm. Dễ vỡ. Không, mình thấy người miền Tây họ ít có mụn lắm rồi, đúng không anh? Trời, nhìn cục mụn. Miền nào cũng có. Thấy không? Miền nào cũng có. Trời ơi, cũng yêu một con gạo luôn, không yêu gạo luôn kìa. Nhìn nè, bự quá trời, bởi vậy sao nó không viêm được. Chị hỏng lấy lên được, cái nó nóng lên, cái nó ương, nó lây lên, lan mấy cái mụn kia. Cố lên. Chỗ nào đau cô đổi chỗ khác.
con, gì lấy một mất thời gian mất tiền nữa đó. Cô là xác định là dành hết nửa ngày cho con rồi đó, tốn tiền là tốn thời gian của mẹ nữa đó, thấy không? Rồi 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 cảm lên đổi cục khác, đổi cục khác. Nhắm mắt lại. Cứng lắm đó chị. Ừ, già quá chị cứ không nặng lên á. Nó đâu có cái miệng lên đâu. Em làm là nhẹ nhàng nhất cái đó rồi đó. Chị biết cái nó đau, không đau thì nương. Còn như mấy mấy một người diêm như bữa hổm chị mạnh tay vậy, máu máu nó mới ra thấy không? Phúng phúng ra luôn. Tại em làm cho nhiều bé tuổi dậy thì em cũng biết. Hôm bữa thấy cái clip gì gì bé khóc hùng hùng gì lúc mấy tuổi dậy thì mặt nó bằng da y nè. Trời ơi, thấy không cũng nhiều lắm nha. Thấy em gì thầy? Chị hết 6 lần. Không sao hả? Ồ, em thấy chị bo lên YouTube em coi đó gì một tuổi gì thì có bé hùng hùng tên hùng đúng không? Dạ. Yeah. Nó là Gia Gia Huy. Gia Huy. Tên thật là Gia Huy. Mà gọi nó Hùng. Anh này là Gia Y. Thì đằng ở dưới cà nó cũng nhiều lắm cái anh đó, anh Gia Huy gì đó. Anh chiều nào tốt? Thằng đó là hả? Anh là không có... Không rên luôn không hả? Không ra gì. Vậy đó mới làm em hết. Chưa thấy ai chịu đau tốt như thằng đó hả? Ừ, đó chịu đau tốt vậy. Đúng rồi, em thấy nặng gì đâu mà nặng xịt xịt mà nó im đứt không. Biết bạn em coi. Em làm có 5 buổi là hết rồi. Nhé hả? Dạ. Đi ráng ráng đi, ráng đào giống giống cái bạn này. Cô nói vào hết đi. Ngủ rồi thôi, 4:01 con ơi. Con lên con. Nó diêm nè. Nó tụ trong đây từ bữa giờ nè. Rồi lấy cục ngọng cục nhân ra đây. Đau bóp tay mẹ đi. Đó cục nhân rồi đó. Lên đi ơi, lên sốc lắm con. Con trai giỏi quá con trai, con trai giỏi quá. Như cái lỗ một luôn thì ha. Làm xong đứng ghét cô nha. Mới hết mụn cảm ơn cô thầy mới đúng. Sao ghét nhiều khi làm cho nó đau quá nó ghét mình luôn. Nó về Đài Loan á nó lạnh ui vậy chứ Việt Nam có mấy rồi rồi đợi cho phép, đợi cho phép 2 tháng mà đẹp trai ra rồi dân mình là dân tài chú, tài chú này. Rồi thôi cô đổi chỗ khác. Ô mà thấy là con không chịu đau luôn, chịu đau được luôn.